Hấp dẫn chưa? Trời mưa mà làm một tô mì cay thì còn gì bằng. Cả nhà có ai chưa sở hữu được cái nồi lẩu mini bé bé xinh xinh này không? Khi mua 10 gói mì cay bên ba báo thì mình sẽ được tặng ngay một cái nồi lẩu mini bé xinh như thế này. Thôi giờ cùng với My tự nấu một tô mì cay, à không, một nồi mì cay chuẩn vị thơm ngon ngay tại nhà mà cực kỳ dễ nấu luôn nha. Bên trong á là nó sẽ có cho mình một phần mì và một cái gói gia vị. Còn các món topping thì mình tự mua để vào nha. Cách nấu nhanh gọn lẹ của My là cứ xếp theo thứ tự mì và topping. Đến khi mì vừa mềm thì các topping của mình cũng vừa chín. Sau khi cho topping lên đầy đủ thì chúng ta sẽ cho phần nước và phần bột gia vị vào để chúng ta khuấy đều. Sau đó rồi My sẽ cho vào nồi. My thì cũng không có thường xuyên ăn mì cay cho lắm, nhưng vì thích cái nồi lẩu quá nên My mua về dùng thử. Mà nghe nói bên nhà ba báo đang về thêm nồi lẩu rất nhiều màu. Sau khi cho nước vào, chúng ta sẽ bật công tắc và sau đó là chờ mì chín thôi. Vị mì cay bên nhà ba báo ai chưa ăn thì nên thử một lần nha. Sợi mì dai, vị mì đậm đà, chua chua, cay cay, ngọt ngọt, ăn rất là cuốn. 10 gói mì mà tặng kèm một cái nồi lẩu mini mà chỉ giá với có 200 cành thôi. Buổi tối đói bụng có sẵn gói mì cay ở nhà thì còn gì bằng. My có để giỏ hàng ở dưới góc trái màn hình, cả nhà nhớ vào mua nha. Còn bây giờ thì My đã ấm bụng rồi, chúc cả nhà mình có một giấc ngủ ngon.